Ngày 19 tháng 9 tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận, góp ý kiến nhiều nội dung liên quan đến thể chế hóa các cơ chế chính sách tại nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết 98, cũng như các vấn đề kinh tế xã hội của thành phố. Tại kỳ họp, nhiều đại biểu băn khoăn về việc hạ mức chi thu nhập tăng thêm 5 tháng cuối năm 2023 xuống còn 0,8 lần so với mức 1,8 lần của 7 tháng đầu năm. Đại biểu Phạm Hồng Sơn, đơn vị quận Phú Nhuận đặt vấn đề, với mức chi thu nhập tăng thêm tối đa 0,8 lần thì dù hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cán bộ công chức có lương cơ sở thấp vẫn chưa bằng mức chi cố định là 3 triệu đồng. Trao đổi với đại biểu về nội dung này, đại diện Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, so sánh của đại biểu Phạm Hồng Sơn là chính xác. Bởi nếu áp dụng mức tăng tối đa 0,8 lần mức lương cơ sở, thì mức tăng thu nhập 5 tháng cuối năm của người hoạt động không chuyên trách, cán bộ có lương cơ sở thấp chỉ đạt khoảng 2,6 triệu đồng một tháng. Bổ sung thêm, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân chia sẻ, thành phố sẽ cân đối tính toán, phấn đấu đảm bảo mức tăng 1,8 lần trong các năm tiếp theo. Thông tin thêm về quy định mức chi của các đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, quy định này là cơ sở để các đơn vị có nguồn thu tự cân đối chi trong nguồn ngân sách hàng năm của mình.